Mềm chưa em? Thôi rồi, thôi ạ. Thôi. Luân em quay phim đi, mình sẽ xem vào. Sao thầy không dùng máy ảnh chùa quay phim đi? À, không hết pin rồi. Hay là thầy chưa ấy? Thầy chưa sạc đúng không? Sạc xong. Chứ muốn làm gì hết pin rồi. Đâu, máy ảnh bình thường dùng một lâu, thầy chưa sạc rồi. Thầy đấy, thầy chưa sạc rồi, thầy sạc chưa đủ rồi. Thầy chưa sạc rồi. Sạc rồi mà, sạc xanh. Nhưng mà sạc chưa đủ. Máu xanh này đủ 6 tiếng. 6 tiếng. 8 tiếng. Được 5 tiếng thôi. Thế thì điện thoại hay là thầy mua phải cái chai pin rồi. Chứ có máy ảnh em quay quay 2 tiếng chuyện bình thường, dù 2 tiếng chuyện bình thường có hết pin đâu. Thì mua đi, cái máy ảnh bao nhiêu tiền? 5,5 triệu à? Ngon thế, cái của em. Cái của em bây giờ dùng Kodak, Kodak giờ nó phá sản rồi, mất sạc nó chả biết mua ở đâu. Nhưng mà lên đi xa lắm. Có đúng một cửa hiệu Kodak ở tít trên bờ hồ cơ. Dạ? Kodak phá sản rồi đấy ạ. Thế đâm ra là mua đồ Kodak giờ thay thế, không thay thế được. Cái sạc là như thế nào? Chả biết. Cái sạc là trông như thế nào? Cái sạc không mô tả được. Có cái sạc đa năng mà. Không, không biết. Có cái sạc đa năng mà chị đã mua cái sạc đa năng. Sạc gì? Mới ra điện thoại gì cũng được. Không phải điện thoại, máy ảnh. Sạc, sạc chân gì cũng có. Đủ loại luôn, nhìn có cái chân lạ quá. Tách hiểu cái điện thoại gì nó như thế. Sao nam trước ạ? Nam trước ạ? Vào đây em. Bình tĩnh thôi. Cố lên. Mẹ chân phải nó phang như đúng rồi, chân trái nó. Đá lên đi. Thế này. Đổi kiểu như cầm em. Vâng, nốt cái này bác ạ. Thế lúc này đông lắm mà sao bây giờ có môi tẹo này? Về không xin phép gì cả. Có một bạn mới về. Không, có một người xin phép. Có môi đâu rồi. Bảy chục ghê, phá kỷ lục của thầy à? 70 đi em ơi. Em. Thôi tuyển vào trước đi. Em luôn à? Không, tuyển vào trước đi. Chưa, em quay cho thay cho luôn đi. Đúng áo rồi không? Vâng, em vừa đá tay bắt em ta. Thằng này nó chưa đá xong rồi ạ, nó chưa đá xong thì bắt đầu ra. Sao cả nhưng mà nó sẽ đá tiếp. Dạ. Thôi, em đối rồi. Thôi thế. Mày bấm đang quay rồi đây. Quay rồi. Cái gì cơ? Đi ạ. Thế. Cái này.
đứng ra ngoài dùng. Hết rồi đúng không ạ?